Ok, vâng, xin chào các bạn, tôi là Lê Anh đến từ Tokyo Camera. Và hôm nay thì, hôm qua chúng tôi đã nói về một cái chương trình là chia sẻ về chiếc Mavic 2 Enterprise mới ra gần đây nhất trên thế giới. Và hôm qua thì chúng ta đã được tập hợp rồi. Và trời Hà Nội thì rất là mưa và không ủng hộ cho cái việc livestream này. Và đặc biệt là nên là hôm nay thì anh em mình có thời gian để làm cái việc này. Đây là chiếc Mavic 2 Enterprise đầu tiên tại Việt Nam. Đầu tiên chúng ta có thể nhận thấy là thiết kế của chiếc Mavic 2 Enterprise này rất là khác, hộp đựng rất là chắc chắn luôn, đúng là dành cho doanh nghiệp và chuyên nghiệp hướng tới những cái job làm việc rất là trong môi trường khắc nghiệt và khó khăn. DJI đã trang bị cho chúng ta một chiếc hộp rất là lớn, lớn và cứng cáp. Có lẽ là trước đây thì rất nhiều anh em đã phải tìm một số hãng thứ ba để cung cấp một chiếc hộp đựng cho các thiết bị của mình. Thì nay thì khi mà DJI ra sản phẩm mới là Enterprise thì họ đã trang bị sẵn chiếc hộp này rồi. Và theo tôi biết thì chiếc hộp này có bán rồi. Chắc chắn rằng cái chiếc hộp này có tương thích với cả Mavic 2 Zoom, Mavic 2 Pro và Mavic 2 Enterprise. Enterprise thì chính là một phiên bản nâng cấp của Mavic 2 Zoom. Và chiếc hộp này có lẽ là chúng ta mở hộp luôn. Ok, chúng ta mở hộp chiếc Mavic 2 Enterprise nhé. Đầu tiên là chúng ta phải bóc lớp siêu đằng sau này. Đây là lớp siêu. Ok, rất là giống thiết kế của Inspire. Cái núm này để gì đấy nhỉ? Núm này thì chưa biết được, biết mà được. Chiếc hộp rất là chắc chắn. Rất chắc chắn mở. Làm tôi liên tưởng đến cái kiểu quân đội Mỹ ấy. Đây là toàn bộ bên trong chiếc Mavic 2 Enterprise của chúng ta. Ba phụ kiện chính mà chúng ta quan tâm là chiếc speaker, chiếc đèn LED full light và một cái là beacon, đèn cảnh báo thì đều nằm sẵn ở trong hộp rồi. Đấy là ba thứ mà chúng ta đáng lưu tâm nhất trong cái sản phẩm này. Đúng rồi. Ok, thì lướt qua một chút về chiếc Mavic 2 Enterprise. Đây, thời chúng ta đóng lại nhé. Đây, Mavic 2 Enterprise anh em ạ. Ta sẽ có một cái viền màu da cam, hơi da cam một chút. Thì đây sẽ là cái thiết kế đặc trưng của dòng hướng đến cái khách hàng là doanh nghiệp. Ở trên Mavic 2 Pro hay Mavic 2 Zoom thì nó sẽ là màu bạc như này. Ok. Đây là một chiếc Zoom đây. Đấy, chúng ta so sánh nhé. Thật ra thì nó sẽ là một cái của Mavic 2 Zoom thôi đúng không? Đúng rồi. Chính xác đây là thân thì hoàn toàn giống chiếc Mavic 2 Zoom chúng tôi đang cầm trên tay này, không khác gì cả. Điểm khác biệt lớn nhất mới nhận ra là trên đầu này chúng ta sẽ có một cái khoan như này, nghĩa là sẽ có ngàm bên trong để mình chứa cộng kết nối các cái phụ kiện đặc biệt cho Enterprise. Và cái phần này thì nhiều anh em hỏi rồi, thì chỉ có chiếc Mavic 2 Enterprise mới có khả năng lắp các phụ kiện khác, còn chiếc Mavic 2 Zoom thì đương nhiên là không rồi. Có. Về thân thì thân vỏ chúng tôi thấy là thân là thế luôn. Giống nhau, không khác biệt. Tuy nhiên là để lắp được phụ kiện thì chúng ta phải sử dụng phải có cái này. Mavic 2 Enterprise. Cái này thì sẽ mở như nào ấy? Cái này á, cái này ta mở ra cái cậy rất là nhẹ thôi. Rồi. Đây là chúng ta có cái nắp nhựa nhỏ như này. Và đây sẽ có một cổng kết nối và hai cái chân ốc để chúng ta cố định cái thiết bị của Enterprise vào đây. Cổng kết nối này là dùng định dạng là USB các bạn, không phải là Type-C như micro USB. Đây là micro USB, chúng tôi nhìn qua là nó là cái cổng micro USB. Ok, thì tạm thời mà tôi sẽ tạm thời gắn lại, trả lại cái vị trí cũ và chúng ta sẽ đi đến ba cái phụ kiện mà đáng quan tâm nhất của Mavic 2 Enterprise. Tôi đang cầm trên tay đây là chiếc Enterprise speaker. DJI nói rằng là chiếc speaker này sẽ truyền tiếng từ thẳng từ điều khiển và điện thoại lên trên chiếc Mavic. Tí nữa chúng tôi sẽ thử luôn và sử dụng trong các cái nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ hoặc là làm một chương trình gì đó để có thể truyền tiếng từ trên không bay ở các quãng xa và chiếc Mavic 2 để cho các đối tượng ở dưới có thể nghe thấy được. Còn đây là một chiếc đèn LED hai bóng ở đây và chúng ta sẽ sử dụng cái này để chiếu sáng vào ban đêm để phát hiện những cái chủ thể mà cần phải cứu hộ cứu nạn. Và chúng ta đã thấy là trong cái clip mà DJI giới thiệu đến khách hàng doanh nghiệp ấy thì cái này rất là quan trọng với những cái nhiệm vụ giải cứu ban đêm.
kiếm luôn. Tìm kiếm các thứ. Wow. Cái đèn này có khả năng là chiếu rất là sáng. Cái này thì sáng như thế nào thì chắc chắn là chúng tôi sẽ có một clip về sau để test cái tính năng của đèn này. Đây các bạn thấy hai phụ kiện này thì nó đều có một cổng kết nối ở giữa là micro USB và hai cái chân ốc này để cố định trên Mavic 2 Enterprise. Tôi nghĩ là rất là chắc chắn. Những độ hoàn thiện của các thiết bị này thì tôi cầm trên tay thì không phải bàn rồi. Đồ của DJI thì không khác gì là đồ của Apple cả, hoàn thiện rất là tốt. Chiếc loa này chúng ta có thể chỉnh góc được, cái đèn chúng ta có thể chỉnh góc được đúng không? Ở đằng sau chiếc loa thì có một cái cáp, có lẽ là trong quá trình sử dụng thì chúng ta cũng nên nhẹ nhàng. Tôi thấy có một cái cáp rất là mạnh cho để truyền tín hiệu từ dưới lên trên. Đằng sau này có một chiếc cáp. Ok, đây là cái điều kiện cuối cùng. Cái này gọi là Enterprise Beacon. Theo DJI nói là Enterprise Beacon. Nói tóm lại là chúng ta gọi là một ngọn hải đăng. Thì khi mà bay với chiếc Enterprise, bay với chiếc đèn Beacon này buổi đêm thì nó sẽ phát sáng 1 giây một lần nhấp nháy liên tục để giúp cho các chiếc Mavic 2 Enterprise làm các nhiệm vụ ban đêm trong sự an toàn tuyệt đối và cho phép phi công hay các thiết bị khác để nhận ra đây là một chiếc Enterprise đang làm nhiệm vụ trong đêm. Tôi rất là tưởng tượng là nó giống một cái máy bay. Đúng rồi, giống máy bay, chuyên nghiệp đấy. Nhấp nháy đấy, cái hình ảnh về cái máy bay tôi nhớ nhất là như thế. Và thực tế tiếp sử dụng thì chắc là chúng ta phải thử xem. Cái remote của Mavic 2 Enterprise thì không khác biệt gì so với cả các dòng Mavic 2 cả. Tôi có thể khẳng định chúng là một luôn, không có sự khác biệt. Các kết nối như thế, đây là cánh dự phòng của Mavic 2 Enterprise. Đi theo bộ thì chúng ta có tổng cộng là 3 bộ cánh ở trên máy, trên máy không có ạ. Như vậy thì đây là cái hộp này tôi đang có là hộp bản basic của Mavic 2 Enterprise, có nghĩa là cũng giống như basic của Mavic 2 Zoom hay là Mavic 2 Pro thì chúng ta sẽ có 6 cánh, 6 cao cánh, tức là có nghĩa là chúng ta thừa ra một đôi cánh dự phòng thôi. Chúng ta sẽ mua thêm một bộ kit. Thì trong bộ kit của Enterprise cũng có chứa thêm 2 pin cộng với cả các cái phụ kiện thật giống như của con Mavic 2 Zoom hoặc Pro. Chúng ta tạm đóng vào đã. Ok, bây giờ thì tổng hợp lại một chút thì hôm nay cái sản phẩm Mavic 2 Enterprise thì chắc chắn là cũng anh em cũng đã có nhiều thông tin về nó rồi, chỉ là hôm nay chúng tôi chỉ tập hợp sản phẩm thực tế ra và chút nữa thì chúng tôi sẽ bay và sẽ thử để anh em có và phản hồi lại những cái trải nghiệm thực tế. Thì tôi có thể tổng kết lại như sau là chiếc Mavic 2 Enterprise này gồm có 3 phụ kiện mới ở dạng module thì gắn ở trên đầu chiếc Mavic 2 Enterprise bằng cổng micro USB. Nói về pin của chiếc Mavic 2 Enterprise này, pin vẫn sử dụng pin 3850. Pin 3850, tuy nhiên thì DJI nói pin này có khả năng đặc biệt hơn, đó là có thể tự làm ấm ở trong các môi trường nhiệt độ khắc nghiệt rất là lạnh. Thì cái việc mà tự giữ ấm được để có thể cất cánh và bay được trong môi trường ấm độ là điều rất là quan trọng. Anh em bay ở trong môi trường khắc nghiệt thì anh em cũng biết điều đó rồi đấy. Và điểm đặc biệt hơn là con Mavic 2 Enterprise này chứa bộ nhớ trong lên tới 24GB onboard. Vâng. Và chiếc Mavic 2 Enterprise này được có password bảo vệ, DJI gọi là password protect, để kiểm soát dữ liệu nằm ở trong thân máy. Tức là nếu như bạn là một người khác sử dụng thiết bị mà không có password của chiếc Mavic 2 Enterprise này, chúng ta sẽ không truy cập vào thiết bị và có lẽ là chúng ta sẽ không sử dụng rất là nhiều so với chiếc Mavic 2. Đúng rồi, dùng cho doanh nghiệp nó cũng cần an toàn bảo mật, đúng không? Thì nếu mà chiếc này có thể nằm ở đâu trong khi làm nhiệm vụ, chúng ta có thể bị rơi hoặc nằm ở đâu đó thì đảm bảo là những cái dữ liệu trong này thì an toàn tuyệt đối và không bị lộ ra ngoài. Một cái mới nữa DJI nói là DJI Air SIM, có nghĩa là tăng cường sự an toàn trong không phận bay và cung cấp cái định vị theo thời gian thực. Có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng con Mavic 2 Enterprise không phải qua cái app DJI Go 4 hay là DJI Go nữa, mà sẽ có một app riêng là DJI Pilot. Cái app đấy nó sẽ về cái DJI Sensing này thì nó sẽ giúp chúng ta là cảnh báo những cái máy bay đang ở xung quanh, và nó có cái giao thức như nào thì hiện tại chúng tôi cũng chưa thể thực hiện được, nhưng mà DJI nói là cái DJI Air Sensing này nó sẽ làm cho cái máy bay
bay của chúng ta an toàn hơn bất cứ lúc nào hết, nghĩa là chúng ta sẽ nhận diện được những máy bay để chúng ta ở trong cái tầm bao nhiêu mét đấy, và để chúng ta bay chúng ta an toàn hơn đó. Ngoài cái nhiệm vụ có thể ghi hình chúng ra thì cái mô đun của nó sẽ có rất là có tác dụng trong cái việc mà cứu hộ cứu nạn hay là khảo sát địa hình. Và em cũng hơi thắc mắc một chút là trong cái quảng cáo của DJI ấy, nó có một cái phần về của American Airlines, nghĩa là người ta sẽ dùng cái máy bay này để người ta khảo sát những cái bộ phận của chiếc máy bay cần sửa chữa trong sân bay luôn, rồi, trong sân bay luôn. Thì cũng đang thắc mắc là liệu cái DJI Mavic 2 Enterprise này có thể bay được trong những cái vùng cấm bay không? Vì đây là những cái nhiệm vụ đặc biệt. Đúng rồi, trong những vùng cấm bay trong sân bay luôn. Trong sân bay thì bay trong sân bay luôn. Thì hiện tại ở Việt Nam mình thì những cái vùng như thế thì Mavic 2 Pro, Mavic 2 cũng không thể bay được. Đúng rồi. Nhưng Mavic 2 Enterprise này chắc là sẽ bay. Có một cách nào đấy để mà DJI có thể kiểm soát được cái sự an toàn của những chiếc drone này, và chỉ với những chiếc drone này hoặc là được sự cấp phép nào đó thì mới có thể bay tại trong không phận của sân bay được. Thì cái điều đó thì cũng vừa giúp giữ sự an toàn, nhưng tuy nhiên là nhờ sử dụng những chiếc drone này thì những cái nhiệm vụ khó khăn hoặc là những cái nhiệm vụ đặc biệt được giải quyết dễ dàng và an toàn hơn. Thì trong thời gian tới thì hy vọng tôi sẽ tìm hiểu thêm chi tiết về chiếc Mavic 2 Enterprise này để có thể nói sâu hơn về cho mọi người. Và về tổng quan thì chúng ta ở đây có một chiếc Mavic 2 Zoom bản editor đi, ok. Và chúng ta sẽ có một cái hộp thư mới và ba phụ kiện rất là tuyệt vời dành cho doanh nghiệp. Giá của chiếc Mavic 2 Zoom này thì đương nhiên là sẽ Enterprise này thì đương nhiên là sẽ cao hơn, theo chúng tôi biết thì sẽ cao hơn cả bản của Mavic 2 Pro. Vâng, thì nó là một dòng rất là đặc biệt dành chuyên biệt cho các doanh nghiệp và các cái nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ, nên là chúng có giá khá đặc biệt. Và DJI thì không có public giá của chiếc Enterprise này ở trên website. Tuy nhiên là nếu như mà tất cả mọi người anh em có yêu cầu thì cũng có thể liên hệ với chúng tôi Tokyo Camera để có giá cho Mavic 2 Enterprise này, cũng như là Mavic 2 Pro và Mavic 2 Zoom. Và có lẽ là mọi người nếu có câu hỏi thì cứ đặt câu hỏi và chúng tôi sẽ trả lời dần sau đó. Và để dành thời gian ngắn cho buổi chiều hôm nay dành cho cái việc là chúng tôi test thử tính năng và bay thử, hoặc là chút nữa thì có một cái gì đó vui nhộn về cái chiếc loa này thì chúng tôi sẽ tách ra làm một cái live stream khác để mọi người dễ theo dõi hơn. Chắc có thể là khoảng 50 phút nữa thì tôi nghĩ là dùng cái chiếc loa này để bay thử xem là nó có truyền âm thanh về thực sự không. Thì chúng tôi sẽ test và chút nữa tôi có một live stream vui vẻ như thế này ngắn thôi. Và bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ tách cái buổi live stream ra. Vâng, cảm ơn các bạn. À, còn nhớ là có câu hỏi gì hoặc là cần sự hỗ trợ gì thì cứ tiếp tục liên lạc comment bên dưới hoặc là inbox với chúng tôi Tokyo Camera để chúng tôi hỗ trợ các bạn tốt nhất. Cảm ơn.